Tu trừ bỏ ra vào sanh tử và quán bất tịnh cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ niệm Phật cho đến niệm hơi thở cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tưởng vô thường cho đến tưởng diệt cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tưởng ngã cho đến tưởng kiến giả cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tưởng duyên khởi và tưởng phi duyên khởi cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tưởng thường lạc ngã tịnh và tưởng vô thường vô lạc vô ngã vô tịnh cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tám giải thoát cho đến mười biến xứ cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tưởng thánh đế và tưởng phi thánh đế cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tam ma địa có tầm có tứ, tam ma địa không tầm có tứ, tam ma địa không tầm không tứ cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ thánh đế khổ tập diệt đạo cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu từ bỏ khổ trí cho đến như thuyết trí cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tịnh quán địa cho đến như lai địa cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ cực hỷ địa cho đến pháp vân địa cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ năm loại mắt, sáu phép thần thông cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ 32 tướng của đại sĩ, 80 vẻ đẹp cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tất cả hạnh của đại bồ tát cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ trí nhất thiết trí cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là đại bồ tát tu trừ bỏ sắc cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa? Tu trừ bỏ thọ tưởng hành thức cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa? Nói rộng cho đến trừ bỏ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa? Tu trừ bỏ trí nhất thiết trí cũng trừ bỏ sự tu này, gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Phật dạy: Này thiện hiện, các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa này,
Nếu nghĩ có sắc và có sự tu này, thì chẳng phải trừ bỏ sắc, chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nếu nghĩ có thọ tưởng hành thức và có sự tu này, thì chẳng phải trừ bỏ thọ tưởng hành thức, chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nói rộng cho đến, nếu nghĩ có đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não và có sự tu này, thì chẳng phải trừ bỏ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não, thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nếu nghĩ có trí nhất thiết trí và có sự tu này, thì chẳng phải trừ bỏ trí nhất thiết trí, chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nhưng khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa này, các đại Bồ Tát chẳng nghĩ có sắc và có sự tu này, thì đó là trừ bỏ sắc, là tu bát nhã ba la mật đa. Chẳng nghĩ có thọ tưởng hành thức và có sự tu này, là trừ bỏ thọ tưởng hành thức, là tu bát nhã ba la mật đa. Nói rộng cho đến, chẳng nghĩ có đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não và có sự tu này, là trừ bỏ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não, là tu bát nhã ba la mật đa. Chẳng nghĩ có trí nhất thiết trí và có sự tu này, là trừ bỏ trí nhất thiết trí, là tu bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì chẳng có sự tưởng đến đoạn trừ sự trói buộc tùy miên tham sân si mà có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu trừ bỏ sắc, cũng trừ bỏ sự tu này thì gọi là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ thọ tưởng hành thức, cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Nói rộng cho đến, tu trừ bỏ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não và trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ trí nhất thiết trí và trừ bỏ sự tu này gọi là tu bát nhã ba la mật đa. Lại nữa, này thiện hiện, người nào quán tưởng có thì chẳng thể tu bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa. Nói rộng cho đến, người quán tưởng có chẳng thể đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não, cũng chẳng thể tu trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì người quán tưởng có còn chấp có ngã và ngã sở, bởi còn chấp nên còn mắc hai bên, vì mắc hai bên nên nhất định không được giải thoát sanh tử, không đạo không niết bàn, làm sao có thể như thật tu sáu pháp ba la mật đa, nói rộng cho đến đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não và có thể tu tập trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những gì là có và những gì là chẳng có? Phật dạy: Này thiện hiện, hai là có, không hai là chẳng có. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là hai và thế nào là chẳng hai? Phật dạy: Này thiện hiện, sắc tưởng cho đến thức tưởng là hai, sắc tưởng không cho đến thức tưởng không là chẳng hai, nhãn xứ tưởng cho đến ý xứ tưởng là hai, nhãn xứ tưởng không cho đến ý xứ tưởng không là chẳng hai, sắc xứ tưởng cho đến pháp xứ tưởng là hai, sắc xứ tưởng không cho đến pháp xứ tưởng không là chẳng hai, nhãn giới tưởng cho đến ý giới tưởng là hai, nhãn giới tưởng không cho đến ý giới tưởng không là chẳng hai, sắc giới tưởng cho đến pháp giới tưởng là hai, sắc giới tưởng không cho đến pháp giới tưởng không là chẳng hai, nhãn thức giới tưởng cho đến ý thức giới tưởng là hai, nhãn thức giới tưởng không cho đến ý thức giới tưởng không là chẳng hai, nhãn xúc tưởng cho đến ý xúc tưởng là hai, nhãn xúc tưởng không cho đến ý xúc tưởng không là chẳng hai, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tưởng cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra tưởng là hai, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tưởng không cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra tưởng không là chẳng hai. Địa giới tưởng cho đến thức giới tưởng là hai, địa giới tưởng không cho đến thức giới tưởng không là chẳng hai, nhân duyên tưởng cho đến tăng thượng duyên tưởng là hai, nhân duyên tưởng không cho đến tăng thượng duyên tưởng không là chẳng hai, vô minh tưởng cho đến lão tử tưởng là hai, vô minh tưởng không cho đến lão tử tưởng không là chẳng hai, bố thí ba la mật đa tưởng cho đến bát nhã ba la mật đa tưởng là hai, bố thí ba la mật đa tưởng không cho đến bát nhã ba la mật đa tưởng không là chẳng hai, pháp nội không tưởng cho đến pháp vô tính tự tính không tưởng là hai, pháp nội không tưởng không cho đến pháp vô tính tự tính không tưởng không là chẳng hai, chân như tưởng cho đến cảnh giới bất tư nghị tưởng là hai, chân như tưởng không cho đến cảnh giới bất tư nghị tưởng không là chẳng hai, thánh đế khổ tập diệt đạo tưởng là hai, thánh đế khổ tập diệt đạo tưởng không là chẳng hai, bốn niệm trụ tưởng cho đến tám chi thánh đạo tưởng là hai, bốn niệm trụ tưởng không cho đến tám chi thánh đạo tưởng không là chẳng hai.
Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc tưởng là hai. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc tưởng không là chẳng hai. Ba pháp môn giải thoát tưởng là hai. Ba pháp môn giải thoát tưởng không là chẳng hai. Tám giải thoát tưởng cho đến 10 biến xứ tưởng là hai. Tám giải thoát tưởng không cho đến 10 biến xứ tưởng không là chẳng hai. Tịnh quán địa tưởng cho đến Như Lai địa tưởng là hai. Tịnh quán địa tưởng không cho đến Như Lai địa tưởng không là chẳng hai. Cực hỷ địa tưởng cho đến pháp vân địa tưởng là hai, cực hỷ